đây thì có mỗi villa có sóng nhỉ. Ở đây có mấy cái nhà cam bay nó sớm đẹp. Đỗ đỗ thì lố. Đây buổi trưa các bạn bắt đầu tôi chạy lên tí hôm trước thì mẹ nó mù lên kia đéo quay được cái gì luôn. Vừa cái rẽ vừa cái chỗ tắm mới rồi cái chỗ cây xăng gì đi rồi, vừa rẽ phải vào được rồi tại như này bé tí đấy ở bên phải luôn đúng không. Thế tí về cứ đỗ bố mà về trước cái đỗ này này nha. Bố có vào được không? Đường đẹp. Thế hôm qua bố đi đường nào? Lại phải đi cái đường đê lộ lên á? À? Đâu chụp từ trên kia xuống vẫn mù vẫn mù vẫn mù lại mù à lấy cái góc nào nhỉ đây này góc nào đây từ đây quay lại đây này quay chó. Anh lấy cả xe đúng không? Đây. Đấy rồi. Cặp số vàng nó đi từ đây. Gọi tôi cũng không có hơi mệt đấy. Có bị gần quá không? Không sợ đâu. Cái này của em có cộng không? À đấy chưa ạ? Đợi xem này. Bảo rồi. Bảo nhiều rồi. Đèn đèn quanh cháy mục lên rồi còn trời ơi. Cảnh mãi mới được một phát. Lại xem mình. Chúng ta lúc đấy mà xe chỗ này mà lớn.